Chào đón tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube và các cuộc thi sắc đẹp của mình. Tháng 6 đến cũng là mùa nhan sắc giữa năm 2023 bùng nổ với nhiều cuộc thi được tổ chức. Bên cạnh những cuộc thi hậu trong nước đang được khởi động, nhiều cuộc thi nhan sắc dành cho cả nam và nữ đang bắt đầu khởi tranh cho những mùa giải mới. Không nằm ngoài quần quay sôi động của quốc tế, Việt Nam của chúng ta cũng sẽ có rất nhiều đại diện tham dự vào các cuộc thi nhan sắc trong tháng 6 và tháng 7 sắp tới. Năm 2023 phải nói là một năm đầy biến động. Bên cạnh những sự thay đổi đơn vị nắm giữ bản quyền tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới, việc cử đại diện của Việt Nam đến với nhiều cuộc thi nhan sắc quốc tế cũng vì thế có nhiều thay đổi theo các chiều hướng khác nhau, tích cực có nhưng tiêu cực cũng không thiếu. Vượt qua tất cả những điều đó, dù đại diện của Việt Nam chúng ta là ai, mình vẫn rất mong các bạn sẽ dành cho họ những sự ủng hộ không nhiều thì ít để các chàng trai và cô gái Việt Nam có thêm động lực để tỏa sáng trên sân khấu quốc tế và có thêm sự tự tin để chứng minh cho chúng ta thấy họ thực sự xứng đáng. Còn ngay bây giờ, trong chủ đề của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những gương mặt sẽ đại diện Việt Nam tại các cuộc thi hậu và năm vương sắp tới trong mùa nhan sắc giữa năm 2023. Và thêm vào đó, ở phần cuối của clip này, mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn những đại diện của Việt Nam sẽ tham dự tranh tài tại các cuộc thi nhan sắc lớn vào cuối năm nay đã được xác nhận chính thức. Trong tháng 6 này, cuộc thi đầu tiên sẽ được khởi tranh là Nam Vương Thế Giới Man of the World năm 2023 với đại diện của Việt Nam chúng ta là chàng trai Lâm Kim Khánh. Đêm chung kết cuộc thi Man of the World năm 2023 sẽ được diễn ra vào tối ngày 16 tháng 6 năm 2023 tại Philippines với sự tham dự của hơn 30 thí sinh. Kim Khánh sinh năm 1994, năm nay 29 tuổi và đã tốt nghiệp với bằng cử nhân cơ khí tại Đại học Richard Brown ở Canada. Anh chàng từng đạt được danh hiệu Áo Quân 1 tại cuộc thi Người Mẫu Thể Hình Việt Nam năm 2022 Fitness Model World Việt Nam với số đo hình thể 112-82-100cm cùng chiều cao 1m82 đã giúp Lâm Kim Khánh thắng giải hình thể đẹp nhất Best Body tại cuộc thi Người Mẫu Thể Hình Việt Nam năm 2022 Fitness Model World Việt Nam. Lâm Kim Khánh đến từ thành phố Hồ Chí Minh và hiện đang là huấn luyện viên và vận động viên thể hình. Anh chàng gây ấn tượng ngay với người đối diện bởi thân hình vạm vỡ chuẩn fitness. Anh cũng từng đạt được danh hiệu quán quân ngôi sao PT thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2022 PT Star. Lâm Kim Khánh trước đó được đồn đoán nhiều nhất cho vị trí đại diện Việt Nam tại cuộc thi Nam Vương siêu quốc gia Mr. Supranational năm 2023. Nhưng cuối cùng, thông tin chính thức được công bố vào cuối tháng 5 vừa rồi, Man of the World mới là cuộc thi mà Lâm Kim Khánh được cử đến để tranh tài cho chiếc vương miện. Cuộc thi thứ hai được nhắc đến trong tháng 6 là Hoa hậu chuyển giới quốc tế Miss International Queen năm 2023 với đại diện của Việt Nam chúng ta là cô nàng Nguyễn Hà Diệu Thảo. Đêm chung kết cuộc thi sẽ được diễn ra vào tối ngày 24 tháng 6 năm 2023 tại thành phố Pattaya của Thái Lan với sự tham dự của 22 thí sinh. Nguyễn Hà Diệu Thảo đã đăng quang ngôi vị Miss International Queen Việt Nam năm 2023 vào tối ngày 8 tháng 4 vừa rồi. Cô nàng được trao vương miện bởi top 6 Miss International Queen năm 2022 Phùng Trương Trang Đại và được trao sát bởi đương kim hậu chuyển giới quốc tế năm 2022 Fusa Anjavena. Nguyễn Hà Diệu Thảo mang vẻ đẹp mềm mại, nữ tính. Cô nàng gây bất ngờ với khán giả khi có phần ứng xử song ngữ Anh Việt cực kỳ lưu loát trong top 3. Điều này khiến cô nàng ghi điểm lớn trong lòng người ái mộ và được mong chờ sẽ mang lại nhiều dấu ấn khi mang sắc Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Diệu Thảo có nội lực lớn, thể hiện qua những lúc cô nàng cất lên tiếng nói của mình trước công chúng với ngữ điệu mạnh mẽ, dứt khoát và nội dung sâu sắc, chiếm được cảm tình của người nghe. Khoảnh khắc đắt giá, cô nàng tự chỉnh chiếc vương miện không được đội đúng vị trí đẹp nhất trong khoảnh khắc đăng quang cũng là một minh chứng cho bản lĩnh và nhanh nhạy của cô nàng. Diệu Thảo sinh năm 2000, đến từ tỉnh Hải Dương, hiện sống cùng gia đình ở tỉnh Bình Dương. Cô cao 1m83, số đo 90-68-94cm, từng đăng quang cuộc thi Miss Beauty Queen năm 2022. Cô có lối trình diễn và catwalk mang dấu ấn riêng, khỏe khoắn và đầy tự tin, chuẩn Beauty Queen. Thêm một chàng trai nữa của nhà Fitness Model World Việt Nam sẽ xuất trận trong tháng 6 này là Hoàng Kiều Lâm, đại diện Việt Nam đối với cuộc thi Nam Vương Hoàng Vũ Quốc gia Mr. National Universe năm 2023. Đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào tối ngày 27 tháng 6 tại thành phố Bangkok của Thái Lan với sự tham dự của khoảng 24 thí sinh. Hoàng Kiều Lâm sinh năm 1992, năm nay 31 tuổi, đến từ thủ đô Hà Nội. Anh đã tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng tại một trường cao đẳng và hiện tại đang là một huấn luyện viên thể hình.
Kiều Lâm sở hữu chiều cao 1m80, số đo hình thể 102-78-100cm. Tại cuộc thi Người mẫu thể hình Việt Nam, Kiều Lâm đạt được danh hiệu Áo quân 3 cùng với giải thưởng Best Catwalk. Năm 2022 vừa rồi, chàng trai Ngô Hoàng Phi Việt đã đăng quang tại cuộc thi này và hiện đang là đương kim Mr. National Universe. Chính vì thế, Hoàng Kiều Lâm đến với cuộc thi này với khát vọng mang về chiến thắng back-to-back đầu tiên dành cho Việt Nam, nhưng đây chắc chắn không phải là một điều dễ dàng. Cũng trong tháng 6 này, cuộc thi Hoa hậu thiếu niên quốc tế Miss Teen International năm 2023 sẽ được diễn ra tại Phnom Penh của Campuchia với đêm chung kết diễn ra vào tối ngày 24 tháng 6. Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi này là cô gái Bùi Vũ Xuân Nghi. Bùi Vũ Xuân Nghi đăng quang cuộc thi Nét đẹp thiếu nữ Việt 2022 vào tháng 12 vừa rồi khi cô 19 tuổi để chính thức trở thành đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu thiếu niên quốc tế. Xuân Nghi sở hữu một gương mặt khả ái cùng chiều cao 1m70 nổi bật. Sinh năm 2003, quê quán tại Đồng Nai, Bùi Vũ Xuân Nghi hiện đang là sinh viên năm thứ 2 ngành truyền thông đa phương tiện trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, thành phố Hồ Chí Minh. Xuân Nghi có năng khiếu về nghệ thuật, cô là thành viên tích cực trong các câu lạc bộ nghệ thuật trong và ngoài trường về lĩnh vực nhảy và múa, là thành viên quản lý truyền thông của câu lạc bộ người mẫu tại trường. Năm 2022 vừa rồi, cô gái Việt Nam Ngô Ngọc Gia Hân đã xuất sắc đăng quang Miss Teen International năm 2022. Vậy là chúng ta lại có quyền mong chờ thêm một chiến thắng back to back cho Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu thiếu niên quốc tế năm 2023. Bước sang tháng 7, một cuộc thi nằm trong hệ thống 5 cuộc thi nhan sắc quy mô nhất thế giới cũng sẽ được tổ chức là Hoa hậu siêu quốc gia Miss Supranational năm 2023 và cái tên được công bố trở thành đại diện của Việt Nam góp mặt tại lần tổ chức thứ 14 của Hoa hậu siêu quốc gia đã gây cho khán giả nhiều bất ngờ. Đó là cô nàng Đặng Thanh Ngân từng đạt được danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu đại dương Việt Nam năm 2017. Đặng Thanh Ngân sinh năm 1999, đến từ tỉnh Sóc Trăng, hiện đang là một diễn viên. Cô cao 1m75 với số đo 3 vòng 85-60-95cm. Thanh Ngân từng đăng quang Hoa khôi sinh viên thanh lịch thành phố Cần Thơ và từng đạt được danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu đại dương Việt Nam năm 2017. Cô từng học Đại học Cần Thơ, tuy nhiên sau đó gia đình chuyển về thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Vì điều kiện không thuận lợi nên cô tạm gác lại sự nghiệp học hành. Lên thành phố Hồ Chí Minh, Đặng Thanh Ngân tham gia khóa đào tạo diễn viên sân khấu chuyên nghiệp tại sân khấu kịch Hồng Vân trong 3 năm và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Năm 2022 vừa rồi, Việt Nam đã xác lập thành tích cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia với vị trí Á hậu 2 của Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Liệu rằng với nhân sắc được hoàn thiện sau 7 năm đăng quang, Thanh Ngân sẽ giúp cho Việt Nam nối dài chuỗi thành tích 5 năm liên tiếp? Câu trả lời sẽ có trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia năm 2023 được diễn ra vào tối ngày 14 tháng 7 tại Ba Lan, tức vào rạng sáng ngày 15 tháng 7 năm 2023 theo giờ Việt Nam. Sau nhiều đồn đoán, cái tên đại diện của Việt Nam đến với cuộc thi Nam Vương siêu quốc gia Mr. Supranational năm 2023 vẫn chưa được chính thức công bố, dù cuộc thi này được tổ chức song song với cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia. Cũng đã có rất nhiều thông tin bên lề rằng Việt Nam sẽ bỏ ghế trống tại cuộc thi năm nay bởi đơn vị nắm giữ bản quyền vẫn chưa thể tìm được đại diện phù hợp với tiêu chí và các điều kiện. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chờ đợi thông tin chính thức về vị trí đại diện Việt Nam này trước khi cuộc thi bắt đầu vào tháng 7 nhé. Sau sự kiện thay đổi đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss Universe tại Việt Nam, hiện tại phương án lựa chọn đại diện của tổ chức Miss Universe Việt Nam vẫn chưa được công bố rõ ràng. Còn đại diện của Việt Nam đối với cuộc thi Miss Grand International năm 2023 được tổ chức tại Việt Nam sẽ được tìm ra trong đêm chung kết cuộc thi Miss Grand Việt Nam năm 2023 diễn ra vào tháng 8 sắp tới. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với hai đại diện của Việt Nam được cử đến cuộc thi Hậu Thế Giới và Hoa Hậu Quốc Tế năm 2023 nhé. Nàng Á hậu Nguyễn Phương Nhi vừa được chính thức công bố trở thành đại diện của Việt Nam đến với cuộc thi Hoa hậu quốc tế Miss International năm 2023. Cô nàng sẽ có khoảng 5 tháng để chuẩn bị cho hành trình của mình đến với Nhật Bản, đại diện Việt Nam tại lần tổ chức thứ 61 của Hoa hậu quốc tế với chung kết diễn ra vào tối ngày 26 tháng 10 năm 2023 tại Nhật Bản. Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002, đến từ Thanh Hóa, bước ra từ cuộc thi Miss World Việt Nam năm 2022. Á hậu Phương Nhi đã ngày càng khẳng định được nhan sắc và tài năng của mình trong lòng người hâm mộ khi liên tục là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng, xuất hiện trên nhiều bìa tạp chí nổi tiếng. Phương Nhi còn tham gia đóng MV và được fan hâm mộ vô cùng yêu mến với tài năng nhảy của mình. Cô sở hữu gương mặt khả ái, trong sáng cùng chiều cao 1m70 với số đo 3 vòng 80-57-88cm. Á hậu Nguyễn Phương Nhi có khả năng nói tiếng Anh tương đối tốt, theo học tại trường Đại học Luật Hà Nội và hiện đang bảo lưu kết quả học tập để hoạt động nghệ thuật và hoàn thành nhiệm kỳ Á hậu.
Sau câu chuyện á hậu Phạm Ngọc Phương Anh đang ngậm ngùi dừng chân trước top 15 hoa hậu quốc tế, dù có nhiều điểm mạnh, Phương Nhi chắc chắn nhận được rất nhiều kỳ vọng của khán giả sẽ giúp cho Việt Nam có lại thành tích tại cuộc thi này. Nàng đương kim Miss World Việt Nam năm 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã chiến thắng danh hiệu này để chính thức trở thành đại diện của Việt Nam đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2023. Cô nàng đã phải chờ đợi gần 1 năm rưỡi để có thể lên đường chinh chiến tại Hoa hậu Thế giới năm 2023 diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào cuối năm nay. Thời gian cụ thể vẫn chưa được tổ chức Hoa hậu Thế giới công bố. Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999 tại Đồng Nai. Trước khi đăng quang Miss World Việt Nam năm 2022, Huỳnh Nguyễn Mai Phương từng đạt giải Người đẹp nhân ái để tiến thẳng vào top 5 Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Mai Phương cao 1m70, sở hữu số đo hình thể 82-62-90cm. Cô tốt nghiệp Đại học Đồng Nai và hiện tại đang tiếp tục học ngành ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khoảng thời gian cố gắng, thì đến đầu tháng 4 năm 2022, Mai Phương đã đạt được chứng chỉ IELTS 8.0. Dự án nhân ái của Mai Phương mang đến Hoa hậu Thế giới có tên gọi Yako by Mai Phương. Nàng Hoa hậu đã thành lập một công ty để bán áo thun. Toàn bộ số tiền lợi nhuận sẽ được dùng cho mục đích từ thiện. Trong đó, một phần sẽ góp vào quỹ nhân ái của tổ chức Miss World. Số lợi nhuận còn lại sẽ dùng để thực hiện các dự án nhân ái của Mai Phương tại Việt Nam. Dự án đặc biệt này của nàng Hoa hậu đã nhận được sự ủng hộ đáng kể từ cộng đồng và các nhà hảo tâm. Ngay trong buổi công bố, Mai Phương xúc động khi đã có hơn 4.500 sản phẩm áo thun được bán. Bên cạnh đó, lợi nhuận cũng sẽ đầu tư cho việc thành lập và vận hành nhà giặt ủi Yako Laundry. Nhân công chủ yếu là thân nhân của các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo, tạo ra hoặc giới thiệu việc làm cho những trường hợp đặc biệt. Là đại diện của Việt Nam có kỹ năng nói tiếng Anh thuộc hàng tốt nhất được cử đến cuộc thi Hoa hậu Thế giới, Mai Phương mang trên mình sự mong chờ sẽ vượt qua các thành tích top 11, top 12 hay top 13 của các đại diện trước đó và có thể tiến vào top 5 của Miss World. Một cô nàng khác cũng đã đăng quang vào năm 2022 và được ấn định đại diện Việt Nam đến với Hoa hậu Trái đất Miss Earth năm 2023 là Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2022 Nông Thúy Hằng. Tuy nhiên, với nhiều thông tin tiêu cực về đơn vị nắm giữ bản quyền của Hoa hậu Trái đất tại Việt Nam trong thời gian gần đây, xuất đại diện Việt Nam của Hoa hậu Nông Thúy Hằng vẫn đang bị bỏ ngỏ cùng với câu chuyện liệu rằng Việt Nam có tiếp tục đăng cai cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm 2023 hay không. Nông Thúy Hằng sinh năm 1999, quê Hà Giang và là người dân tộc Tây. Cô cũng là thí sinh quen mặt trong các cuộc thi sắc đẹp như Miss World Việt Nam, Hoa hậu Việt Nam. Người đẹp cao 1m72, số đo 3 vòng nóng bỏng 87-62-91cm. Cô từng đạt giải 3 cuộc thi học sinh giỏi văn cấp quốc gia và được tuyển thẳng vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Vậy là mình vừa điểm qua cho các bạn những đại diện của Việt Nam sẽ tham dự các cuộc thi hậu và nam phương trên thế giới trong thời gian sắp tới. Hãy lại ý kiến của bạn bằng cách bình luận phía bên dưới về dự đoán thành tích của các đại diện Việt Nam này nhé. Rất cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ các clip của mình. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục nhấn like cũng như subscribe cho kênh YouTube của mình để đón chờ những video mới nhất về các cuộc thi hậu ở Việt Nam và trên thế giới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.